Vĩnh biệt Perlanger Kamejaman. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến các đồng đội. Lần cuối, vĩnh biệt tất cả mọi người. Cảm ơn vì đã hâm mộ và luôn ủng hộ tôi. Không thể như thế được, đó là một trong các đồng đội yêu quý của tôi. Thật đúng là đáng ghét mà. Kẻ thù đang tấn công ư? Tên kia nhìn ngứa mắt ghê, tính phục kích tao hả? Hồi không hắn ta đang thả bom về phía này. Xít nữa thì ăn đạn rồi. Để tao cho mày biết mùi vị của súng phóng lựu. Chưa gì đã chạy mất dép. Tao ở đây nè đồ ngốc. Quá ngu dốt, ăn đạn đi. Tiêu đời rồi nhé con trai. Bên này vẫn còn vài tên chán sống à? Sao mày dám làm vậy với đồng đội tao hả? Một đứa khuyết tật cũng ra chiến trường à? Mày dám nói tao khuyết tật à? Giờ thì nói nữa đi con trai. Biến đi cho khuất mắt tao. Chuẩn bị nhận sự trừng phạt nhé. Dừng lại ngay tên kia. Mày đâu phải bố tao đâu, nói dừng là dừng. Lũ bầy chắc cũng rình lâu dữ rồi. Bây giờ đầu hàng còn có con đường sống. Bằng không tất cả đều sẽ xuống địa ngục. Người nghĩ có thể hạ được tụi tao ư? Rất tiếc nhưng tụi bay chưa đủ sức nói chuyện với tao. Hạ hắn đi hai người anh em. Không xong rồi. Chuẩn bị trả giá đi thằng què. Người trả giá phải là mày chứ. Sức mạnh cũng ghê gớm đấy. Nếm thử cây súng của tao đi. Á đồ, tấm khiên mạnh giữ thần vậy. Làm bằng nguyên liệu gì chắc chắn thế. Đi mà hỏi Diêm Vương ấy. Mặt khứa này ngáo đá ghê. Ôi không, gặp đối thủ khó nhai rồi đây. Hãy để cái mạng què của ngươi ở lại. Có quả cho ngươi kìa con trai. Đã ngu còn hay ra vẻ. Kẻ nào chán sống dám tấn công ta. Ôi không, đó như bản sao một ta tân vậy. Ta có cứu viện rồi đây. Nhìn xa thì thấy như ta tân cà mê ra màn vậy. Mấy thằng yếu tim chắc chạy mất dép ba đời rồi. Ta là đệ tử của ta tân cà mê ra màn đây. Tụi bay chuẩn bị nạp mạng đi. Hồi nãy mà chạy mất dép thì đâu ra nồng nỗi này. Biết sợ rồi à nhóc con. Hên cho mày là tao đang bị thương. Bằng không thì mày tới số rồi con ạ. Đúng là đệ tử của ta tân Kame Zaman có khác. Kẻ nào hèn hạ dám đánh lén vậy. Người sẽ phải trả giá vì tất cả những gì đã làm. Không lẽ đó là tiến sĩ ư? Mà hắn ta hẹo rồi mà. Không lẽ đây là con trai hắn ta? Á đủ sức mạnh cũng ghê đấy. Tuy nhiên cũng chỉ là tôm tép thôi. Nhận lấy mấy của tên lửa của tao đi. Không sao chứ đệ tử của ta tân Kame Zaman. Đừng nói là hẹo rồi nha. Ôi không, đó là con trai của ta tân Kame Zaman. Mình biết ăn nói sao đây. May quá. Cậu dọa tôi đúng sợ luôn đấy. Kết liễu ông bạn già của lão tiến sĩ đi. Xin chúc mừng vì lão sắp đi gặp tên tiến sĩ già. Gửi lời hỏi thăm tiến sĩ già nhé. Kiếp sau đừng đầu thai làm Shikibi đi nữa nhé. Đúng là đệ tử kiêm con trai nuôi của ta tân cà mê già màn có khác. Sức mạnh quá bá cháy bỏ chết. Cảm ơn anh hai nhé. Thằng kia nên xử nó sao đây ta? Không biết nó thở nổi không đây. Đem cho nó vài bình dưỡng khí vậy. Tên này chán sống à ta? Đúng là chán sống thật rồi. Bên này còn thằng Liều không biết sao. Trước tiên tao cần xử đồng đội mày đã. Có quả mang về địa phủ này nhóc. Chúc cháu không đầu thai làm một chiếc bồn cầu di động. Đến lượt thằng Liều này. Á đồ, nghĩ ra trò vui rồi đây. Tên này chắc hay đi chăn bò lắm đây. Giờ mày muốn tao cắt cái dưới hay là cái trên? Tao chả sợ nhé, mày không dám đâu. Thế thì tao cắt cái dưới rồi tao lại cắt cái đầu mày luôn. Thằng này chơi ác vậy. Cái gì thế kia? Mày quá không thì mình đã thành đàn bà. Giờ mày muốn sao hả thằng què? Bên đó là gì vậy? Thấy điều chẳng lành rồi đây. Má ơi, đó là thằng Ghi-man. Nhìn nó bự dữ thần chưa kìa. Chuẩn bị nạp mạng đi lũ nhãi con.
Ôi không, sắp tiêu đời mất rồi. Sức mạnh của hắn ta thật khủng bố. May là mình có lớp ngoài bảo vệ, không thì cũng toi luôn rồi. Thứ đạn gì đây? Tụi bây gãi ngứa à? Ôi không, hãy chạy mau đi. Đừng dại mà chọc giận hắn ta. Ôi không, đó là công nghệ của chúng ta. Các người đúng là lũ ăn trộm. Ôi không, con trai nuôi của ta tân cà mê già màn đã. Anh phải ăn nói làm sao với bố em đây? Tuy nhiên anh cũng không biết mình qua khỏi không. Ôi không, điện bị do rồi. Mình cần ra khỏi đây. Xít nữa thì toi đời. Tạm biệt cô máy thần yêu của ta. Hy vọng ta sẽ không ngủm theo người. Tụi bay vận chuyển hàng tới đâu rồi? Đừng làm mất vì nó rất quan trọng. Báo cáo chỉ huy, tiến sĩ đã hẹo. Chúng ta cần nhanh chân đến căn cứ mới. Các ngươi nhanh rời khỏi đây. Tuân lệnh thưa chỉ huy. Nhanh đến căn cứ mới thôi. Đứng lại thằng nhãi con. Ngươi sẽ trả giá vì phản bội. Thứ như ngươi không nên tồn tại trên đời. Bây giờ đến lượt ngươi. Bạn biết đâu là hình phạt cho tội phản quốc, chỉ huy. Không ai thoát khỏi công lý. Công lý dành cho kẻ thắng cuộc. Và ta chính là công lý của người. Hãy tránh ra nếu người muốn sống. Ta sẽ làm tất cả để có được ngôi vương này. Oh,